Hôm trước anh có bảo anh ấy là bếp bên Nhật thế nào, vậy thì thế nào, chứ không không ghế ra này có anh nói bên anh là biết rồi bếp về đằng này với này không ghế này rồi, nhưng anh định đặt bếp chỗ nào, anh là theo hướng chỗ nào, anh nói chưa? hướng bếp mình là đó là hướng Anh đặt hướng bếp chỗ nào đây này đông tây hả? bếp này ngoài ngoài đây À, ngoài cái này cái gì, cái ngoài sang về phía này cái gì, cái đặt tới bên này cái gì, là bên này ấy. Anh nhớ anh nhắc anh đấy, đây là điện nguyên long, điện nguyên long tiếp nhanh ấy, dây đỉnh cao không ngoài đến không được rồi, đây cho anh chữ này thì cao nhà anh thấy rằng nó không cho anh phép anh đặt nhiều chỗ, nếu anh muốn giàu có sau này ấy thì anh phải nghe em chỉ này, không có sau này ấy. Đây là chỗ này đây là hai rồi, nếu như anh muốn giàu có và tài lập sau này thì anh đặt đây. Đây anh từ nhá, anh bỏ phần này đi, từ đây anh bỏ phần này đi, là bỏ phần này là 3,5 mét đi, là anh chỉ cần đặt bếp ở trong này thôi, đây trong khoảng này thôi, là thứ nhất đây trong khoảng 2,2 này thôi, anh hiểu chưa? Hai là anh được đặt bếp trong khoảng này, đây quay đằng trước đấy, anh nhìn thấy chưa? Đấy nha, anh nhớ như thế. Bếp là quay cũng này làm bếp bên kia rồi có nghĩa là lưng anh lưng nấu quay đây mặt đây, mặt anh quay sang mặt anh quay đây này, lưng quay kia à, đây trong nhưng mà chỉ được phép trong khoảng này thôi, anh đã hiểu ý em nói chưa? Đây này đấy, tức là bỏ 3,6 ra, xong bỏ 3,6 từ đây đây không là biết chỗ này, chỗ này là không phục vụ làm bếp này sang bên kia chỗ này là không phục đây có cửa vào, anh không làm cửa vào đây à? Chúng ta đang có một cửa xuống Đây có cửa vào đâu có chứ có chứ, có cửa đằng trước vào cửa trước thì có mình phụ đây nó bí mình, là xoay cửa này là xoay cửa kia rồi nên nó không nhìn phụ anh ở đây nó bí à? đây có một cửa chứ cửa bếp bên dưới thế cái cửa từ nhà trên nó có một đường xuống nhưng mà cửa chính vẫn có đây nha, anh vẽ cho anh này, đây cái nhà của anh là đây là cái nhà trên này có bốn cửa này đúng chưa, cái nhà dưới của anh này anh sẽ có một cái cửa đôi ở đây, kiểu gì anh cũng có một cái cửa đôi ở bếp này đúng chưa, đây đúng không, có một cửa đây vào đúng không, cửa vào bếp vào bếp đúng không, thế thì anh sẽ để vệ sinh đây được, để vệ sinh nó à đây sướng, vệ sinh trong này anh trong này vệ sinh trong này đây, đang đang được vào vệ sinh trong cuối thế cùng thì em phải lưu ý cho anh là cái nhà cái cửa này anh dịch đây cho em này, cửa vào giữa giữa nha, cửa giữa cửa giữa nha, còn cái cửa này ấy là anh cố gắng cửa giữa nhà bếp cố gắng anh để thế này cho em, để em là cái bếp này, đây là vệ sinh là cuối cùng đi rồi đây cuối cùng được, đây cái cửa này anh cố gắng đặt ở thế này cho em nhá, thế này này để làm sao chỗ này nó không bị thẳng với bếp, nó không chọc bếp này anh nhìn chưa cơ, rồi nếu con sau là có một cửa lách đi xuống đúng rồi cửa lách đấy, cửa lách sang đây lách này, cửa lách thế này đi đi về đây à đi đây hoặc đi đây miễn làm sao không được vào đến cái cửa không thẳng bếp là được, không nhìn vào cửa bếp phải đúng rồi đấy, ví dụ anh có thể làm là này đang anh nói là có thể là cái cửa trong đây nhưng bếp nó đặt chỗ này đây vệ sinh đây nhưng đúng mà rồi, đúng bếp rồi, này đúng rồi, đúng rồi. Vệ sinh thì nó không vướng vệ sinh nhưng mà bếp anh hiểu chưa, đây ví dụ cái cửa này của anh là cửa đôi cho nó rộng rãi đi rồi. Thế nhưng mà đặt bếp ở tận trong này như đây nhà đây là khu này thì cái đây là cái cửa thùng bếp này đúng không, ví dụ thế nhá, khu bếp thì đây là khu bàn ăn thôi, bếp nó sẽ thẳng bàn ăn thôi đúng rồi, bếp thẳng bàn ăn thì nó sẽ đẹp hơn, còn mình có thể quan sát đây bếp là nó rát vệ sinh rồi bếp dòng bếp đây ví dụ cái này đây đây là cái bàn ăn đây chẳng hạn, đây chẳng hạn nó thẳng nó chia đôi ra thì cái bếp nó đây bếp ở trong thế này đấy, bếp nào bếp không 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 thể có thể là dọc đây thì không sao tận đây đúng, xong đặt đi qua nó đúng rồi đây nha, từ đây
từ đây đây là vệ sinh. Đấy, vệ sinh trong này. Vệ sinh trong này, đi vào đây xong đi vào. Đấy, đây còn là bếp ở đây. Anh nhớ là bếp trong mà trong bếp cái bếp đặt 2226 nhá. Nó là phải cái này nhá. Còn nếu anh đặt chỗ khác nào bỏ đi. Anh nhớ chưa? Cứ là bỏ 30 rưỡi đi. Rồi. Rồi đến đặt bếp xong đến một rửa. Đấy. Thế nhá, anh nhớ giữ túi nhá. Thế thôi, chỗ này bạn ăn chỗ này. Đúng rồi, bạn ăn chỗ nào được thì chỗ này kể cả bạn ăn đây chỗ này được này. Đấy, đúng không? Còn nhà vệ sinh đây đi vào đây đúng không? Đấy. Phải thiết kế như thế nha, nhớ nhớ cái đấy quan trọng nhất đấy. Còn những cái khác không còn quan trọng nữa. Những khác những cái sau anh sẽ điều tiết cho anh được, còn những cái này cũng không làm sau này không điều tiết được. Nếu anh thiết kế và thiết kế khác thì cái là khó điều tiết lắm. Thì nhà anh biết rằng nhà anh toàn địa bên trong cái này, toàn địa ấy là phải bắt buộc bếp phải ở chỗ địa bên trong. Đây này, toàn địa này nhìn chưa? Thì bếp nó phải ở địa đây này, nhìn chưa? Thì bếp nó không sang khu này được, không sang chỗ này được. Sang chỗ này thì sau này ở anh sẽ khó khăn lắm, vất vả lắm. Anh muốn để đây sau anh mới nhàn nhã được. Của 22 này thôi. Hiểu chưa? Đây 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 nhà vệ sinh đây, trong này. Đúng rồi. Đi vào vệ sinh còn đây là đây bàn bếp đây. Đúng rồi. Đấy, đây bàn bếp chỗ này cái nói bàn bếp này. Bếp dọc hết còn lại phần còn lại. Đúng rồi, chỗ rửa cái bàn bếp. Chỗ rửa gần cái phòng 8 này. Đây bàn bếp. Đấy. Bàn bếp này ta giữ đây chỗ này. Tóm lại là anh bàn bếp để chính giữa cho em. Đúng rồi. Còn cửa này không không biết đóng cửa được. Đúng rồi, không đóng cửa, mình lại cửa ra, không đóng cửa bếp, con này thẳng nó không được. Đấy để cho hình dung ra anh bảo thiết kế nó là như thế. Anh hiểu ý chưa? Đây đây, anh sẽ gửi thành cho anh nhá. Để anh gửi thiết kế anh Hà. Thế này sau nó có bản vẽ thì chú mới tính toán được luôn. Thế thì cụ thể cho anh nữa. Thế là đây cái bản vẽ cơ sở của anh như này. Sau còn lại là sẽ thấy đây, đây là bồn rửa này đúng chưa? Anh sẽ vẽ cho anh hình dung ra để anh bảo với ông đấy. Ta là người ta làm kiến trúc người ta bận lắm, người em với công ty em chỉ có khi ở phí người ta làm giáo được. Đấy đây tính anh gửi anh bạn này gửi cho luôn.